Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn cho chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu ngậm dược liệu cam thảo có tác dụng gì, có nên dùng hàng ngày hay không. Nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, ngậm dược liệu cam thảo có tác dụng gì? Đây là một trong những cái câu hỏi của rất nhiều người quan tâm về việc là ngậm dược liệu cam thảo thì có tác dụng gì? Có nghĩa là chúng ta ngậm cam thảo đó thì có tác dụng gì? Thì tìm câu trả lời với Trang nhé. Thì nó sẽ mang đến cái tác dụng là trị ho và giảm đau họng. Thì cam thảo thường xuất hiện trong những cái bài thuốc đông y trị ho và lông đờm. Ngoài ra thì nhiều người cũng dùng cam thảo để trị ho, trị đau họng nhẹ thôi các bạn nhé, thay vì chúng ta sử dụng thuốc tây. Thì theo y học cổ truyền, cam thảo có vị ngọt, tính bình, không độc, giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu đờm, thông kinh hoạt và dưỡng huyết. Do đó, nó có thể cải thiện được những cái triệu chứng như là đau họng, ho khan, viêm họng, nhiễm độc hay là mụn nhọt. Ngoài ra, y học hiện đại cũng chỉ ra rằng cam thảo có chứa hơn 300 dược chất khác nhau. Một con số khá ấn tượng đúng không ạ? Thì có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm, đẩy nhanh cái quá trình phục hồi tổn thương niêm mạc họng, giảm đi những cái cảm giác cơn ho dai dẳng nè. Đặc biệt cam thảo còn ức chế thần kinh trung ương, giúp an thần. Vì vậy, dùng cam thảo trị ho, đau họng là một trong những cái cách khoa học và hiệu quả các bạn ha. Sử dụng cam thảo đúng cách sẽ giúp cho người bệnh giảm nhanh các cơn đau rát hoặc là sưng tấy ở cổ họng, hết ngứa nè, giảm ho và tiêu đờm. Ngoài ra, cam thảo còn có công dụng là điều trị viêm loét dạ dày, nhuận tràng, an thần. Thì ngoài cái công dụng trị ho, giảm đau họng ra, ho có đờm rồi đó các bạn ha, thì cam thảo nó còn có công dụng trong việc là hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, nhuận tràng và an thần. Thì đó là câu trả lời cho chúng ta là khi ngậm cam thảo á, thì nó sẽ mang đến cái tác dụng gì đó. Cái tác dụng nổi trội nhất đó chính là giảm ho, lông đờm và giảm đau họng, nhưng ở mức độ nhẹ. Phần thứ hai, cách sử dụng dược liệu cam thảo bao nhiêu là tốt? Ngậm cam thảo trị đau họng thì chúng ta sẽ có những cái bài thuốc sau đây các bạn ha. Và đây là những cái bài thuốc đã có cái hàm lượng và hướng dẫn thì Trang chia sẻ đến các bạn. Thì bài thuốc ngậm cam thảo để trị đau họng gồm 3 vị, đó chính là huyền sâm, cát cánh, cam thảo. Mỗi vị chúng ta sẽ ngậm một lát thôi, nhai, nuốt nước và bỏ xét, ngậm từ 5 đến 6 lần hoặc là hơn tùy theo tình trạng của bệnh. Đối với người bệnh dễ bị đầy bụng, khó tiêu thì nên ngậm thêm một lát gừng. Phương pháp ngậm cam thảo trị đau họng này có thể tán thành bột, thêm mật ong để chúng ta làm thành viên để bạn ngậm nó tiện hơn. Thì vừa tiết kiệm được chi phí nhưng có tác dụng rất hiệu quả trong trường hợp đau họng ở mức độ nhẹ. Thì chúng ta lưu ý các bạn nhé. Chữa ho, viêm họng mãn tính. Bạn chuẩn bị 10g cam thảo sống, ngâm cam thảo với 100ml nước sôi, uống như trà cho đến khi hết vị ngọt. Ngày uống từ 2 đến 3 lần cho đến khi hết ho và hết đau họng. Lưu ý, trong cái quá trình sử dụng, người bệnh nên hạn chế ăn cá, nè, đường và ớt cay. Với bài thuốc trị ho dai dẳng, ho có đờm, thì cách dùng cam thảo trị ho hàng ngày phù hợp đối với những người ho có đờm, chán ăn, mệt mỏi, thì bạn cần chuẩn bị như sau.
Chuẩn bị 12g đẳng sâm hoặc là nhân sâm đều được hết. 8g cam thảo, 12g phục linh, 12g bạch trục, sắc lấy nước uống 2 lần mỗi ngày. Trị ho do nhiệt. Thì khi bị ho do nóng, bạn có thể uống nước cam thảo để cắt cái cơn ho dai dẳng nhanh chóng như sau. Dùng 80g cam thảo ngâm với một miếng mật heo các bạn nha, trong 5 ngày. Chúng ta ngâm 80g cam thảo với một miếng mật heo trong 5 ngày đêm. Thì sau đó bạn sẽ phơi khô cam thảo và nghiền thành bột mịn. Trộn bột cam thảo với mật ong nguyên chất và vo viên nhỏ bằng hạt đậu. Mỗi lần uống 10 viên với nước sắc lá bạc hà. Trị ho lâu ngày. Người bị ho lao, ho khan kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, cơ thể suy nhược, chán ăn thì có thể sử dụng bài thuốc sau đây. Sao vàng cam thảo cho đến khi có mùi thơm. Sau đó chúng ta sẽ nghiền cam thảo thành bột mịn và bảo quản trong hộp kín. Mỗi lần dùng thì sẽ dùng 4g bột pha với nước ấm để uống, uống 3 đến 4 lần mỗi ngày để trị ho lâu ngày. Trị ho và đau họng do phế nhiệt. Ho kéo dài dẫn đến tổn thương niêm mạc họng, đờm đặc trong cổ họng khiến bệnh nhân kẹt ra, gây đau rát ở cái vùng cổ họng của chúng ta đó. Thì để sử dụng cam thảo trị ho và đau họng do phế nhiệt thì chúng ta cần áp dụng những cái bài thuốc sau đây. Nguyên liệu gồm 80g cam thảo, 40g cát cánh. Sắc nước cả hai vị thuốc trên để uống mỗi ngày. Tiếp tục dùng thuốc cho đến khi cơn ho giảm dần. Chân cam thảo trị ho. Khi bị ho khan, ho do nhiễm lạnh hay là viêm phế quản, bạn có thể sử dụng cam thảo kết hợp với trà xanh để mang đến cái hiệu quả rất tốt. Thì bạn cần thực hiện những cái bước như sau. Chúng ta sẽ lấy 10g lá trà xanh tươi, rửa sạch với nước muối pha loãng các bạn nha. Hãm lá trà xanh với 200ml nước sôi trong khoảng 20 phút. Thêm 10g bột cam thảo vào trà, khuấy đều cho đến khi hòa tan. Uống trà xanh cam thảo 2 lần trên một ngày, liên tục trong vòng 1 tuần. Uống khi trà còn ấm đó, nó sẽ có tác dụng làm dịu cổ họng, tiêu đờm nhanh chóng hơn. Thì đây là những cái bài thuốc kinh nghiệm dân gian sử dụng cam thảo trong việc hỗ trợ điều trị những cái vấn đề liên quan đến ho mà có rất nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến và có các cách dùng khác nhau. Và tốt nhất để phù hợp đối với sức khỏe thì đừng tự ý sử dụng mà các bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ y học cổ truyền các bạn nhé. Phần thứ 3, lưu ý khi dùng cam thảo trị ho và đau họng. Cách dùng cam thảo trị ho, đau họng là những cái bài thuốc dân gian được sử dụng từ lâu đời rồi các bạn ha, với cái hiệu quả và cái an toàn. Thì phương pháp này cũng an toàn đối với trẻ nhỏ. Mặc dù cam thảo chữa ho, đau họng rất tốt nhưng không nên lạm dụng. Khi sử dụng thì cần lưu ý những cái điều sau đây. Không dùng cam thảo với nhân trần, bởi vì nó sẽ gây mất sữa ở phụ nữ đang cho con bú. Ngoài ra, nhân trần có tính lợi tiểu, làm bài tiết nước tiểu và các chất dinh dưỡng ra ngoài nhanh chóng và dẫn đến suy thai, sinh non, dị tật thai nhi. Cho nên tuyệt đối không kết hợp nhân trần và cam thảo với nhau. Phụ nữ có thai không nên dùng cam thảo. Hoạt chất glycyrrhiza có trong cam thảo có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của thai nhi, ảnh hưởng đến trí tuệ của bé sau này. Phụ nữ mang thai nếu như bạn dùng quá nhiều cam thảo có thể dẫn đến sinh non, cho nên hết sức thận trọng các bạn ha.
Cho nên những cái loại dược liệu hay là khi mà chúng ta muốn sử dụng bất kỳ những cái loại dược liệu nào khi mà đang mang thai á, thì các bạn phải lưu ý chúng ta phải chắc chắn 100% là nó an toàn cho mẹ và bé thì chúng ta mới sử dụng các bạn ha. Cho nên là đừng tự ý sử dụng những cái loại dược liệu ngay tại nhà khi chưa biết và cũng như là chưa tìm hiểu về nó có an toàn cho thai nhi hay không. Nam giới không nên tiêu thụ quá 8g cam thảo trên một ngày. Hoạt chất glycyrrhizin làm giảm cái quá trình là sinh sôi nội tiết tố testosterone ở nam giới, gây ra những cái vấn đề về sinh lý như liệt dương, xuất tinh sớm hay là rối loạn cương dương. Các đối tượng tập luyện không nên sử dụng cam thảo. Những người không nên sử dụng như là những người bị suy thận nè, cao huyết áp, những người bị táo bón, đầy hơi hay là bị phù nề. Một số những cái tác dụng phụ á, khi sử dụng cam thảo có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch, tăng huyết áp, viêm loét dạ dày, gây phù cơ thể. Một số những cái loại thuốc tương tác với cam thảo như là thuốc hạ kali, thuốc nội tiết tố, thuốc lợi tiểu, thuốc cao huyết áp, thuốc điều trị tim mạch, thuốc tránh thai, thuốc chứa corticoid. Dùng cam thảo trị ho hay là ngậm cam thảo trị đau họng là một trong những cái phương pháp dân gian phù hợp đối với nhiều người. Và khi chúng ta sử dụng thì nó chỉ phù hợp đối với những cái bệnh ở cái mức độ nhẹ thôi các bạn ha. Còn ho lâu, ho dai dẳng rồi á thì chúng ta phải đi khám để chúng ta tìm được cái nguyên nhân để điều trị tốt nhất các bạn ha. Nếu như bạn muốn sử dụng những cái loại thuốc dược liệu trong cái quá trình điều trị thì chúng ta sẽ đi đến những cái bệnh viện y học cổ truyền, y học dân tộc đó để chúng ta được sử dụng những cái loại thuốc từ dược liệu để mang đến những cái hiệu quả tốt hơn. Thì tùy thuộc vào các bạn thôi, chúng ta yêu thích sử dụng những cái sản phẩm như thế nào thì chúng ta sẽ tìm cái nơi uy tín để chúng ta gửi gắm cái sức khỏe của mình. Và ở đây thì Trang chia sẻ về những cái kiến thức nền tảng thôi. Công việc phối hợp là của bác sĩ y học cổ truyền hoặc là các lương y thì Trang chỉ chia sẻ về những cái kiến thức có sẵn dành cho các bạn trên một cái nền khái quát nhất. Chứ ở đây Trang không đi vào việc là phối hợp cam thảo cùng với bất kỳ các loại dược liệu nào. Cho nên là Trang nhận được rất nhiều những cái câu hỏi từ các cô chú anh chị và các bạn về việc là dược liệu này phối hợp với dược liệu kia có được hay không. Bởi vì thật sự là Trang không biết cái hàm lượng cụ thể là bao nhiêu, cho nên là không thể tư vấn được một cách chính xác. Cho nên là cái đó nó nằm ngoài cái khả năng kiểm soát của Trang rồi. Còn việc bạn hỏi dược liệu đó có tốt hay không và sử dụng dược liệu đó thì mang đến những cái tác dụng nào thì Trang sẵn sàng chia sẻ đến tất cả các bạn trong mỗi cái video mà Trang đồng hành. Và hy vọng rằng những cái kiến thức của Trang cũng đã góp phần vào việc là giúp cho mọi người hiểu về những cái loại dược liệu một cách khái quát nhất. Nếu như bạn thật sự yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên để lại một like cho Trang nè. Nhớ là đăng ký theo dõi kênh của Trang để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithetrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.